canxi đau đẻ. Đẹp giả mang đẹp luôn cả nhà ơi. Bữa nay Y dắt tụi mình đi tới cái chửi voi á là 400 bạc một. Cả nhà ơi, bữa nay vợ Việt sẽ đưa cả nhà đi khám phá một nơi rất là đặc biệt. Nơi này là một cái bảo tàng có tên là Thánh địa của sự thật, trong tiếng Anh gọi là Sanctuary of the Truth Museum, giống như cái hang á, a cave with the tiger. Tụi mình thấy lại kia mua vé vô đây. Đây có mấy em ngựa. Đây, chỗ này mua vé 500 baht for one person. Việt Nam. Ok. Có tiếng Việt nữa là cả nhà. Có lý gì ha. They have French, Russia, Japanese, Chinese, English, Thai. Wow, that's cool. Big German, Korea, Vietnamese, Hindi, Khmer. Đây có thể cưỡi voi nữa cả nhà. Rồi cưỡi ngựa. Rồi các kiểu trong này luôn. Đây, em ngựa này mập dữ vậy. Hello. Hush. Em thấy dán cái này lên lên áo cả nhà. Đây hai em ngựa này. Posh. Đây em ngựa đang ăn cỏ. Ngon không? The horse eating. Đây là tụi mình đang đi vô thánh địa của sự thật nè cả nhà. Thì coi lại. The Sanctuary of the Truth. Yeah. Oh wow, my god. Super beautiful. Rất là đẹp cả nhà ơi. Thôi nè. Một công trình thật là hùng vĩ, vĩ đại, không biết nói dùng từ vậy luôn á. Bà chưa bao giờ nhìn thấy cái chỗ nào mà có xây dựng cái một cái ngôi nhà mà nó đẹp như vậy cả nhà. Đây nè. Quay sát rồi. Quá đẹp luôn á. Canxi đau đẻ. Very nice. Đẹp giả mang đẹp luôn cả nhà. Ai mà mặc đầm ngắn quá là phải đeo cái khăn chùm vô cả nhà. Bữa nay Y dắt tụi mình đi tới cái chỗ Central Sanctuary of the Truth. Đó, hai đứa mình đang ở đây cả nhà thấy không? Ở chỗ này á là có một cái nhà hàng. Oh, they have Thai tea, coconut and all kind of thing here. Look good, huh? Đây, cup. Đây có cái bảng để mà coi cho mọi người đi xuống đó, chứ không phải lúc nào cũng cho mình đi xuống. Này có cái đường đi xuống đấy nè. Đây time schedule. Đó có tiếng Việt nữa cả nhà, chắc người Việt đi du lịch rất nhiều lắm đó. Đây bây giờ mọi người xếp hàng kia. They people already line up for going down, right? Or maybe they go in the time 11:40. Đây ai mà mặc đồ ngắn thì cho mượn xong rồi trả 200 bạc, xong rồi lúc đi lên trả lại thì ta đưa lại 200 bạc cho mình. Chứ không phải là mua. Now we're going down.
Ca Phú á. Có nhiều bậc thang á, họ làm cái thang này bằng gỗ vậy cả nhà. Có mấy cái bậc này xuống bằng gỗ. Good job, good job. Voi giả dữ vậy. Đây họ sẽ hướng dẫn tụi mình đi vòng vòng ở đây. Thì mình đi sẽ đi cái lai mà giờ tiếng nói tiếng Anh. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the Sanctuary of Truth, everyone. My name's Om, everyone. I will be the guided tour and explain to all of you. And this tour, we will spend time to explain you only 45 minutes. Okay. 45 minutes, okay? And after tour, you can walk by yourself until 6 o'clock. That is okay? Okay. Okay, please follow me, everyone. Có cái hồ nước trên the lake. Chào friend. A quick introduction on how we construction here. So in terms of design, we can please follow me, everyone. Bây giờ họ vẫn còn đang xây dựng. The museum. It's made by 1 to 10 scale. That means 1 centimeter per 10 centimeter. This is a dovetail for the ceiling. Oh. This is for the ceiling. The next one, this is a dovetail. This is a dovetail as well. It can make one piece of wood like 1 meter to be 2 meter, 3 meter, you know, it can make a bigger one, okay? The next one, this one is butterfly joint. This is like this. Thánh địa của sự thật là con đường khám phá chân lý của cuộc sống. Chúng ta là ai? Chúng ta từ đâu đến? Sống như thế nào? Cuộc sống sẽ tiếp diễn như thế nào? Mục đích của cuộc sống là gì? Đây là những câu hỏi mang tính triết học đã được hỏi vô số lần. Nhưng kỳ lạ thay, câu trả lời mỗi lần lại khác nhau. Và lần này cũng vậy. Và lần này, vợ Việt sẽ đưa quý vị đi tìm câu trả lời một lần nữa theo phiên bản của Đấng Sáng Tạo, được sâu chuỗi qua các tác phẩm điêu khắc trên gỗ của Thánh Địa Sự Thật, thông qua con đường đi tìm 7 sự thật của cuộc sống. Trời ơi, đẹp dã man luôn. Một công trình rất là hùng vĩ cả nhà ơi. Here the Egypt. He believe in feng shui. You know feng shui? Phong thủy. Feng shui or wong shui, Chinese believe.
first one you can see, this is the base. The second one is the body building. And the last one you can see, the roof. So much decoration. And if you see the Thai traditional culture. Đây à, nếu bạn muốn cưỡi voi thì sẽ được cưỡi voi nha. Không biết nhiêu tiền, không biết nữa. This place is not a temple. Many people misunderstanding. Oh. When we talk the temple is for monk, for Buddhist, for Hindu, for religions. It's a museum to show the ways of life, how to live together. Oh my God, that's super beautiful. Quá đẹp. Because okay. We can walk fast. To find the tours of life of museum. So now, ladies and gentlemen, the time to explore. Chúng ta là ai và đến từ đâu? Sự thật này là sự thật đầu tiên về cuộc sống của con người, rằng tất cả mọi người chúng ta đều được sinh ra từ cùng một nguồn gốc, đó là sự kết hợp của bốn nguyên tố: đất, nước, gió và lửa. Bất kể chủng tộc, tôn giáo và địa vị của chúng ta khác nhau, nhưng khi chúng ta hiểu sự thật này, chúng ta sẽ nhìn nhận mọi người bình đẳng và đối xử bình đẳng với những người khác. Welcome to number two. The second tier of life we want to show you about how do we survive. The concept, the cycles of life from we born to we die. Relies from the nature. Without the nature, we cannot survive. Am I right? It's amazing, honey. It's good. Sự thật thứ ba là cái chết. Ngai vàng nằm ở trung tâm của thánh địa sự thật. Đây là nơi lưu giữ xá lợi của Đức Phật, thể hiện sự thật của cuộc sống rằng cuối cùng tất cả chúng ta đều phải trắng tay rời bỏ thế giới này, không thể mang theo bất cứ thứ gì và chỉ để lại những điều tốt đẹp hoặc những việc ta đã làm cho xã hội. Sự thật thứ tư, những tấm gương cao quý. Quán Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát và các vị thần là biểu tượng của việc đè bẹp hoặc chiến thắng các ham muốn xấu xa bằng cách sử dụng những điều tốt. Quán Thế Âm Bồ Tát là biểu tượng về người giàu lòng nhân ái, đức hy sinh. Trong đó, lòng nhân ái là đức tính đầu tiên để duy trì thế giới. Cầu thang lên trời hả? Sự thật thứ năm, mục đích của cuộc sống là gì? Sự thật này sẽ đưa các bạn đi tìm mục đích của cuộc sống của chính mình. Tất nhiên, mục tiêu cuộc sống của mỗi người là không giống nhau. Và không ai có thể giúp chúng ta đề ra mục đích của cuộc sống. Vì vậy,
các bạn sẽ được tìm hiểu phương hướng hành động đối với bản thân và gia đình và xã hội để có phương hướng đề ra mục đích sống của bản thân mình. Sự thật thứ 6. Xã hội của chúng ta giống như đồng tiền có hai mặt, luôn có mặt tốt và mặt không tốt, tùy thuộc vào việc ứng xử của chúng ta và của người khác trong xã hội. Sự thật thứ 7. Điểm khởi đầu của xã hội. Con đường cuối cùng trong việc đi tìm chân lý sẽ đưa các bạn quay trở lại điểm khởi đầu, và là phần quan trọng nhất, đó là gia đình. Gia đình là tổ chức đầu tiên nuôi dưỡng và hun đúc tâm trí chúng ta. Việc chúng ta lớn lên thành người như thế nào hoàn toàn tùy thuộc vào gia đình. Bởi vậy, nếu chúng ta có một gia đình hạnh phúc, cả nhà lo cho nhau, thì chúng ta cảm thấy an toàn. Cả nhà ơi, nãy giờ đó vợ Việt chia sẻ cho cả nhà đó là 7 sự thật của cuộc sống trong cái thánh địa sự thật nè. Cả nhà coi mà thấy hay thì nhớ cho vợ Việt xin một like nha cả nhà. Bây giờ tụi mình đi uống cà phê nha. Chỗ này có rất là nhiều bàn để cho mình ngồi nghỉ ngơi uống nước, vừa ngắm cảnh vừa nghe nhạc nữa nè. Đây mình mua trái dừa tươi uống cho nó mát nha cả nhà, nóng trong người quá. Đây uống dừa tươi nè, họ cho mình cái muỗng nữa nè cả nhà. Cái muỗng này để nại ăn nè. Đây, cởi ngựa vòng vòng cũng được hết nè. Từ trên nhìn xuống nè cả nhà. Wow, look elephant. Snake body. Cái thân là rắn đó cả nhà. Wow. Rất là đẹp luôn. Đây họ cho chuỗi voi là 400 bạc một người. Đây là 400 bạc for person. And one part of banana is 100 bạc for elephant. Nãy chú vậy là 100 bạc cho voi ăn á cả nhà. Nhà vậy hả? Quay từ khung cảnh từ đây xuống đẹp lắm luôn. Như là thiên đường nha, xem là heaven. Cả nhà ơi, cả nhà xem video thì nếu mà thích thì hãy nhớ cho vợ Việt xin một like nha. Và nhớ bấm hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi mình có video mới. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye.